Công ty điện tử Hanh Nguyễn, công ty audio Hanh Nguyễn xin trân trọng kính chào đến cả bác, các anh chị, các bạn và các em nhé. Hôm nay Hanh Nguyễn tiếp tục giới thiệu và cập nhật đến tất cả các bác, các anh, các chị, các bạn và các em đam mê âm thanh và thích tìm hiểu về các dòng máy lân tiếng, nói chung là máy lân tiếng. Thì Hanh Nguyễn có cung cấp hai dòng máy lân tiếng, thứ nhất là Voicy CB200, thứ hai là Idol iView 100. Thì dòng máy Idol iView 100 là một trong dòng máy có thể nói đánh giá cao cấp nhất so với các dòng máy khác trên thị trường Việt Nam. Hanh Nguyễn dám khẳng định dòng máy Idol iView 100 do Việt Nam sản xuất là một trong những dòng máy vượt trội và hơn hẳn so với các dòng máy khác trên thị trường, bởi vì Hanh Nguyễn đã có nhiều bài test và nhiều bài thí nghiệm trên những thiết bị cụ thể. Thì máy Idol iView Việt Nam luôn luôn cho tiếng trống nó sâu hơn, tiếng chắc sáng hơn và trung hoạt hơn, tức nó sắc nét hơn, nó sắc sảo hơn và tinh vi hơn. Thì hôm nay Hanh Nguyễn lại nhập rất nhiều các dòng máy ấy, nhập rất nhiều, số lượng rất nhiều các nhá, số lượng rất khủng, bởi vì cái dòng máy lân tiếng Idol iView là thế mạnh của Hanh Nguyễn. Thì đây là một dòng Việt Nam chính hãng. Thì chiếc máy Idol iView Việt Nam này được mọi người biết đến và được dùng thông dụng thì bắt đầu vào tháng 4 năm 2017, thì Hanh Nguyễn đã mạnh dạn đưa chiếc Idol iView Việt Nam vào trong cái bộ dàn hát karaoke cũng như nghe nhạc. Thì Hanh Nguyễn thấy nó rất hiệu quả và phát huy được đúng cái hiệu năng của chiếc máy Idol. Khi được kết hợp chiếc máy Idol này với một dàn hát thì luôn luôn nó cho một cái tiếng nhạc ấy nó trong trẻo hơn, nó sâu thẳm hơn và nó uy lực hơn. Thì chiếc máy Idol này có thể ghép được với mọi dàn hát, có thể dàn sự kiện, dàn karaoke, cả những bộ dàn nghe nhạc đắt tiền thì các bác vẫn có thể cho được vào. Nó nâng cái chất âm lên cực kỳ là xuất sắc, nó sâu hơn, nó ấm hơn, nó dày hơn, nó sáng hơn, nó ngọt hơn và nó chi tiết hơn. Hôm nay anh Nguyễn nhập rất nhiều. Thì đây chính là một dòng Idol iView phiên bản mới nhất của công ty Idol, đó là phiên bản Flute. Thì trước đó là phiên Idol nó sẽ được thay đổi nhiều lần. Năm 2017 thì được thay đổi 2 lần. Thứ nhất là mặt sắt. Và sau đó trên thị trường làm giả nhiều quá thì công ty Idol tiếp tục sửa đổi lại cái mặt nhôm. Thì đến bây giờ năm 2018 thì chiếc máy lân tiếng Idol iView Việt Nam này có sự thay đổi lần thứ 3, đó là thay đổi về bộ nguồn. Trước kia đấy thì là Idol iView thì cơ bản là xuất hiện trên thị trường của Việt Nam, còn các thị trường nước ngoài thì là ít. Nên bắt đầu Hanh Nguyễn làm trên cái YouTube thì Hanh Nguyễn đưa rất mạnh cái Idol iView lên kênh YouTube, thì tất cả các anh em ở quốc tế đã tham khảo và thấy muốn thử nghiệm và trải nghiệm thì thấy hay. Thì cái nhu cầu Idol bắt đầu lúc phát triển mạnh thì với cái nguồn biến áp thì nó không phù hợp với tất cả các nguồn điện ở trên thế giới, vậy công ty Idol quyết định là sửa nguồn biến áp thành nguồn dung ấy, tức là nguồn xung ấy, nguồn dung và nguồn xung. Thì nguồn xung nó phù hợp với tất cả các cái loại điện hoạt động từ 90 V đến 240 V và nó hoạt động ở hai tần số 50 Hz và 60 Hz. Thì đây chính là Idol iView Việt Nam. Idol iView Việt Nam sẽ nhận biết thì cái mà thiết kế bởi Mỹ, Designed by USA, Made in Việt Nam. Thì cái disc này là thiết kế bởi Mỹ và model là Idol iView 100. Đấy, nếu mà Idol mà không phải Idol Việt Nam sản xuất thì người ta sẽ không có dòng chữ này, mặc dù hình thức giống nhau nhưng sẽ không có dòng chữ này. Đấy, cho nên không làm, cũng sợ vi phạm bản quyền mà. Và cái lỗ của Idol iView Việt Nam thì có màu đỏ và màu trắng, màu đỏ màu trắng như của Trung Quốc làm ấy, thì nó có hai màu giống nhau, nó không phân biệt màu đỏ màu trắng. Thì đấy những đặc điểm mà nó khác biệt thì khi mà có kiện thì cũng không kiện được người ta. Thực ra Idol Trung Quốc và Idol Việt Nam nó đều làm cái nhiệm vụ là lân tiếng, chất con nào nó cũng hay, độ bền có thể nói là ngang nhau. Em mới dám quyết định độ bền Idol Việt Nam cũng bền mà của Trung Quốc cũng bền, thậm chí Idol Việt Nam còn lỗi nhiều hơn Idol Trung Quốc. Đây là Hanh Nguyễn đã bán và đã gặp như thế, Hanh Nguyễn cũng nói chuẩn chỉ thế. Nhưng chất âm của Idol Việt Nam thì nó sẽ sắc sảo hơn, Hanh Nguyễn dám quyết định là sắc sảo hơn, nó hay hơn.
Cái đấy là chính là thiết kế lần thứ 3 của chiếc máy Idol IV Việt Nam, do công ty Idol Việt Nam sản xuất ở trong Sài Gòn. Đây là sơ đồ khối của chiếc Idol, và đây là mặt trước của chiếc Idol. Được thiết kế bởi hai kênh, kênh 1 channel 1 và kênh 2 channel 2. Kênh 1 thì có 1 nút, 2 nút, 3 nút, 4 nút. Thì nút thứ nhất là nút chỉnh trống, nút thứ hai là nút phối hợp giọng ca với kiểu nhạc, nút thứ ba là lựa chọn kiểu nhạc, processor, và nút thứ tư là hai bit là tăng giảm chép. Còn cái nút này là nút ấn vào là khi nhạc được qua Idol này sẽ làm việc, còn nhả ra thì cho nhạc nguyên thủy đi qua, tức là nó không làm việc. Còn cái nút này là nút cắt tần số, như các bác ấn chìm vào thì nó sẽ làm việc từ 100Hz trở lên, còn nhả ra thì nó hoạt động từ 50Hz đến 2, tức là đến 20kHz. Bên này là cắt cốt này, tức là nút đảo pha, tức là đảo pha. Nút này nút cắt tần số thì nó cho phép cắt từ 50Hz đến 250Hz. Thì đây nó ghi là X over và decoder, đại tần của nó hoạt động từ 50 đến 250Hz. Còn đây là ngõ ra, tức là cái cường độ tín hiệu âm thanh ra to hay nhỏ cho tiếng trầm, monobass. Đấy, cái tổng quan. Còn phía sau này các bác nhìn này, cái đường này là đường cho cái lỗ ra này, monobass, output là bánh cho loa súp hơi, cắt cốt súp hơi. Thì cái này nó hỗ trợ cả jack khóa sen và jack ca lông. Đây, ca lông đực ba chân, đực của đàn ông và cái của đàn bà. Thì đánh trầm thì bác lên dùng bolo cho em là hợp lý, và đẩy về chế độ bridge thì bà tiếng trầm nó uy lực nó hay hơn, nó sâu hơn. Nhiều bác cứ đổ quả trầm này quả trầm kia nó không hay, cái chính là do cái người làm âm thanh không hiểu về cái giải tần, cho nên cắt nó không đúng, nó không độ rung. Đấy, thì đây cái lỗ này nếu bác cắm cho loa trầm điện đây cũng được. Đấy, đây cũng được. Và cái này lỗ ra nó hỗ trợ bằng jack ca lông đực 1 này, nó ra kênh 2 này, lỗ vào kênh 2 này, ca lông nhá, lỗ vào ca lông kênh 1 này, nó ra của kênh 1. Thì các bác phải nhớ em này, âm thanh stereo là âm thanh có hai kênh trái và phải hoạt động một cách độc lập. Ví dụ nó hỏng với một cái kênh 1 này thì kênh 2 vẫn hoạt động bình thường. Đấy, mà hỏng kênh 2 này kênh 1 vẫn hoạt động bình thường, chứ người ta làm nó là hai kênh độc lập. Mà nó hỗ trợ đường vào này, cái Idol Việt Nam nó hơi ngọc tí, cái đường vào, cái input này nó giống lỗ này, lỗ này tương ứng nhau, lỗ này với lỗ này giống nhau. Đó, tức là bác dùng ca lông đồng hoa sen được. Nếu cái lối với âm đi bác nên dùng hoa sen nó tiện hơn. Và lỗ ra đây, output thì giống này, lỗ này giống nhau, và lỗ này giống nhau, y hệt nhau. Có thể bác cấp đến lúc cho vừa cụ đẩy vừa âm đi đều được cả, đều qua một cái Idol này. Đó, đây chính là hiện diện chiếc máy Idol được thay đổi lần thứ 3 của công ty Idol Việt Nam. Thì các bác có nhu cầu về dòng máy lưng tiếng Idol IV Việt Nam thì hãy liên hệ với anh Nguyễn theo số điện thoại 0936 583 440. Thì Idol IV lần này em xuống giá, bởi vì là em đấy trực tiếp với những nhạc phân phối lớn, cho nên Idol sẽ được giảm giá rõ rệt luôn. Đấy, cái lô này em vẫn chưa được là giá mới cho thuốc, tạo những lô tiếp theo thì các bác thấy một cái giá của Idol nó xuống cực thấp, có thể cực thấp đấy nhá. Đây là em đang nhập rất là nhiều, mà anh Nguyễn đang nhập bao giờ khối lượng rất là lớn. Thế ngoài những dòng máy Idol truyền thống ra thì anh Nguyễn hôm nay đã nhập một mẫu mic mới, đó là mic UGX10. Nhiều bác cũng hỏi anh là anh Nguyễn là đã có dòng mic UGX10 chưa, thì đây chính anh Nguyễn nhập rất nhiều đấy, UGX10. Thì ngoài ra anh Nguyễn còn có máy lén 166XN và máy lén 26XN, mic bình dân, đó là mic xua LX668. Thì cái mic này em bán ra thị trường rất nhiều, giá rất tình yêu, rất thấp. Đấy, mic xua rất là đẹp đấy nhá, đây này rất đẹp. Và tiếp này, dòng mic nó phân khúc cao hơn một chút đó, nó là mic xua là U8008, cũng rất là đẹp. Đây là cả bộ mic. Cái mic thì có một đầu thu, nguồn và hai tai mic, anten, jack sau ly, vân vân, hộp. Đó. Thế ngoài ra
Em còn rất nhiều cái dòng khác. Bây giờ em sẽ bóc cái hộp ra xem cái mic U gánh 10 này. Giá rất là thấp thôi nhá. Giá rất rẻ. Giá rẻ. Đây. Đây chính là U gánh 10. Giá cực tinh yêu luôn. Nó gồm có một cái đầu thu này. Đầu thu. Và một cái quyển sách. Quyển sách này có thể là giới thiệu sản phẩm và giới thiệu. Và tắp lô. Đấy. Có tai mắt cho nó chuyên nghiệp đây này, tai mắt và hai anten pin đi kèm, tai mic màu vàng rất là đẹp, đầu màu trắng. Thêm này có thời gian đánh giá chi tiết rồi bên này. Đây là dòng mic thông minh, nguồn các sâu ly chống lăn. Thế này em nhập vào cái lô này là lô mới UGX10 9, 10, 8 có hết. Thế em về mic gì cũng có, cứ thị trường có dòng gì em sẽ có dòng đấy. Các bác thao hồ lựa chọn các cái sản phẩm này, hay Nguyễn, giá tình yêu và bao ship là UGX10. Này em có thời gian đánh giá chi tiết về dòng UGX10. Này em nhập được mấy con bác này, không nhiều lắm. Này nhập được 5 bộ chạy thử thôi, rất là nhiều. Thế ngoài ra dòng Siso, cái dòng Siso báo cáo các bác này, dòng Siso OS510 thì nó thông minh hơn dòng T3. Em nhắc đấy, bởi em làm cái dòng T3 này nó có những cái khác biệt, tức là khi bác xử lý nó kênh trái phải nó độc lập, nhưng mà khi dòng Siso OS510 thì nó hai cái là nó xử lý một thằng nhai, nó rất là hay. Đây Siso rất nhiều nhá, mic BT rồi mic bế bao tổng quan hàng ngày Nguyễn rất là nhiều, mic dòng mic nữa là dòng mic CF B8 giá 500.000 một chiếc, rất là nhiều lọc pi quay UG9. Và một dòng cú đẩy nữa là chạy công nghệ Class HI, thì em sẽ có những dòng đánh giá chi tiết về dòng cú đẩy mới nhé. Công nghệ Mỹ sản xuất Trung Quốc này, Class HI này. Rất là nhiều, cú đẩy CA30 rất là nhiều. Loa DK là DLV 455 âm đi DLV 850 bãi xịn luôn, chất còn riêng với bản. Rất là nhiều dòng vang. Hệ thống loa rời, loa 725 715. Bác có nhu cầu hãy liên hệ với anh Nguyễn theo số điện thoại 0936 553 140. Em chào các bác nhé.